Ở vùng biên giới nhiều nắng gió của tỉnh Đồng Tháp, có một xã đặc quản ở miền Tây. Giữa làng nghề bánh tráng và nghề làm khô trâu, từ thành phố Cao Lãnh, thủ phủ tỉnh Đồng Tháp, ngược về hướng cửa khẩu Dinh Bà, biên giới Campuchia khoảng 80 km là đã đến thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp, giáp với Campuchia và có cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng cũng là nơi có đông người xứ Quảng Nam và Quảng Ngãi đến cư ngụ. Bà con đến đây mang theo nghề làm bánh tráng miền Trung. Sự pha trộn văn hóa giữa hai nơi đã hình thành nên làng nghề bánh tráng độc đáo, không nơi nào có được. Bà Trần Thị Nam cho biết, với thâm niên 40 năm trong nghề sản xuất bánh tráng, trước đây bà sản xuất thủ công, nhưng hơn 4 năm nay đã đầu tư máy móc cho các khâu xây bột, nạo dừa để nhanh hơn. Dịp lễ Tết, lò bánh của bà Nam có thể cung cấp cho người tiêu dùng khoảng 5.000 cái bánh các loại, như bánh tráng mè, bánh tráng ngọt, bánh tráng dừa, bánh tráng ớt, bánh tráng cuốn thịt cá. Với mỗi loại bánh có giá từ 220.000 đồng đến 700.000 đồng 100 bánh, thu nhập cũng khá ổn định. Tôi gắn bó với nghề bánh tráng này là từ khoảng hơn 40 năm rồi. Mỗi một ngày là tôi, ngày bình thường là tôi tráng khoảng 500-600. Còn vô ngày Tết, ngày lễ rồi thì tráng ngày có gần ngàn cái, cũng có ngàn cái đó. Sau khi trừ đi chi phí thì cũng kiếm cũng được 500. Làng nghề bánh tráng Tân Hồng hình thành và tồn tại trên 50 năm. Nhiều gia đình đã có 2-3 thế hệ gắn bó với nghề. Từ một vài lò bánh tráng lúc xưa, đến nay toàn huyện có khoảng 30 lò sản xuất liên tục. Cũng theo các chủ lò bánh tráng cho biết, nếu như nghề bình thường, khách hàng chủ yếu là những hàng quán, thì dịp Tết nhu cầu tăng cao. Ngoài cung cấp cho các chợ đại lý, thị trường trong và ngoài tỉnh, bánh tráng còn được người dân địa phương mua đại khách làm quà tặng cho bè bạn. Nói chung ra nghề bánh tráng này, em tráng là từ hồi đời của ba, để lại tới giờ là hai mấy năm. Thu nhập chính là cũng như là nghề bánh, rồi mình làm cũng như ngày nào mình cũng làm để kiếm tiền, rồi cũng lo cho cuộc sống gia đình. Thì trang trải dù tới mỗi năm này kia cũng khá khá một chút. Giờ cứ ngày nào mình cũng làm. Rồi thu nhập thì ví dụ ngày mình tráng là 20 lít, 30 lít, 40 lít thì tùy theo trời nha. Trời nắng thì mình làm nhiều, mà trời mưa thì mình làm ít lại. Nắng thì cỡ 40 lít, thì mình thu nhập này kia ngày mình kiếm vài trăm. Điểm thu hút với khách hàng chính là hương vị thơm ngon và độ béo của sản phẩm. Để học được nghề làm bánh tráng, trước tiên người theo nghề phải học cách pha chế bột, sau đó là công đoạn tráng rồi gỡ bánh. Các khâu này sẽ làm nên những chiếc bánh thơm ngon. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn khiến người tiêu dùng phải lòng bánh tráng nơi đây còn là bí quyết gia truyền từ miền Trung. Cũng có nhiều hộ gia đình đầu tư thêm máy móc để làm bánh tráng, sắm củi xì bột, sắm máy nạo dừa. Các hộ dân cũng mong muốn đầu tư thêm để đem sản phẩm của làng nghề được vươn xa. Bởi lâu, từ lâu rồi tôi cũng muốn cho mình phải phát triển cái làng nghề của mình, gắn bó từ cái thời bà nội tới giờ cũng mấy chục năm rồi. Bây giờ mình muốn giữ cái làng nghề này lại cho con mình. Con tôi hiện giờ cũng lớn rồi, cũng như cầm cự tay điện. Nhà nước hỗ trợ để phát triển cho con mình đó, phát triển cái làng nghề nó được tốt hơn. Dụng cụ mình mua thêm dĩ, rồi mình có giống thì mình mua than, mua gạo đồ đó thêm vô để mà mình có sẵn rồi mình làm. Có khi này kia trời nắng thì mình tráng nhiều lên chút. Nghề nào cũng có lúc vui lúc buồn. Với bánh tráng Tân Hồng mà nói, vui là khi trời nắng đẹp, nắng to. Cũng có lúc quấy quăm theo kiểu lò đang tráng, bánh đang phơi thì trời chợt đổ cơn mưa. Bao nhiêu người vội chạy ra sân cứu bánh.
Đợi mưa tạnh lại mang bánh ra sân hứng từng giọt nắng. Bánh ngon một phần tùy thuộc vào tự nhiên là vậy. Có rất nhiều làng nghề bánh tráng dọc các miền đất nước. Có ở miền Trung Sư Quảng, có miền Cao Nguyên và cả đồng bằng. Làng bánh tráng Tân Hồng độc đáo ở sự pha trộn hương vị văn hóa của hai miền đất. Hương vị đó đang được những đôi bàn tay gìn giữ qua thời gian. Và bà con cũng cần được tiếp sức thêm để có thể duy trì và giữ lửa làng nghề truyền thống của địa phương. Cũng ở huyện Tân Hồng, miền biên giới này là nơi có đàn trâu bò lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp. Hình ảnh những cánh đồng trống bạc ngàn, nơi có những đàn trâu bò hàng trăm con chăn thả, thảnh thơi gặm cỏ, luôn có thể được nhìn thấy. Theo thống kê, tổng đàn gia súc lớn của huyện là hơn 13.000 con, chủ yếu bò chiếm 90%, trâu chiếm 10%. Bên cạnh bán thịt hơi cho thị trường, các lò giết mổ trâu bò trên địa bàn còn tiêu thụ khoảng 80 con gia súc mỗi ngày, cung ứng thịt cho các tỉnh lân cận và đến tận thành phố Hồ Chí Minh. Với lợi thế dùng nguyên liệu, huyện Tân Hồng cũng khá nổi tiếng với làng nghề làm khô trâu và khô bò. Người phụ nữ này đã có 20 năm gắn bó với nghề trâu bò ở huyện Tân Hồng. Khoảng 10 năm trước, bà cũng đã thử làm khô trâu bò bán lẻ. Món khô trâu bò này thì mình cũng mười mấy năm trong nghề của mình, cũng tự sáng tạo thôi, chứ không học từ ai hết. Từ quy mô nhỏ, chủ yếu là tiêu thụ lân cận, cho đến vài năm trở lại đây, con gái của bà sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về phát triển sản phẩm của gia đình thành một thương hiệu. Theo như em tìm hiểu thì những cái địa phương khác thì họ chỉ sản xuất khô bò là chính và là khô ăn liền. Còn cái địa phương mình thì có cái đặc sản là khô phơi nắng. Cái phơi nắng ngoài nắng trời á, là nó có giữ được cái vị ngon ngọt tự nhiên của nó chị. Ra miếng khô là nó mềm, nó ngon hơn. Nên có cái riêng của mình. Cửa hàng trưng bày được chỉnh chu, bao bì được thiết kế lại. Đây là một trong những thay đổi nhỏ có thể thấy rõ nhất của cơ sở khô Như Quỳnh khi mà thế hệ trẻ tiếp nối công việc của ba mẹ. Cùng với đó là sự năng động trong việc tìm kiếm đối tác, thay đổi các kênh tiêu thụ, chuyển từ cửa hàng truyền thống thành các shop online. Như Như Quỳnh á, thì nó mặc giấy tờ rồi chị hỗ trợ cho nó là cái phần bên làm thực phẩm á, là truyền cho Quỳnh hết. Rồi Như Quỳnh mới chỉ đạo lại cho nhân viên. Những năm gần đây, khô trâu được người tiêu dùng rất ưa chuộng, nhất là dịp Tết, làm không đủ bán. Đặc sản khô trâu được chiên hoặc nướng ăn liền. Món khô trâu khô bò khi nướng xong có thể chấm với nước cơm mẻ chua cay hoặc nước mắm me chua cay ngọt. Ngoài khô, cơ sở cũng làm thêm các món như lạp xưởng bò để thêm đa dạng. Nghề làm khô ở Tân Hồng cũng từ đó được hình thành. Từ những hồ lẻ làm ăn chơi, làm bán lẻ, đã có những sản phẩm ô cốp chỉnh chu và được đẩy mạnh thương mại điện tử, góp phần đem lại thu nhập cho lao động địa phương. Tính chung đến nay, Tân Hồng hiện có 21 sản phẩm ô cốp đạt từ 3-4 sao. Về nông thôn mới, hiện có 8/8 xã được công nhận nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao. Tân Hồng cũng đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người. Trong sự phát triển chung đó, những làng nghề truyền thống nơi đây cũng đang góp phần mình giúp người dân có sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và mang lại sự ấm no cho người dân.